Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chùm lừa đảo Alibaba phải chào thua siêu lừa giấu mặt đang đội lốt quan chức của đảng Bất động sản chính là ngành mang lại ung nhọt lớn nhất cho nền kinh tế của Việt Nam Tại đây, rất nhiều đại gia bất động sản đã lừa nhà đầu tư lấy tiền xong rồi chiếm dụng vốn của họ Lợi dụng khe hở của pháp luật, Nguyễn Thái Luyện, ông chủ của công ty địa ốc Alibaba đã lừa tới 6.700 khách hàng Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985 tại tỉnh Gia Lai cùng 22 đồng phạm đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số các đồng phạm này có cả vợ của ông Luyện là Võ Thị Thanh Mai, hai người em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh và kế toán trưởng Huỳnh Thị Kim Thắng cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã lừa bán dự án ma với số tiền lên tới 2.650 tỷ đồng tức là dự án này chỉ có trên giấy mà không phải là có thật. Đây là hình ảnh Việt Nam mảnh đất màu mỡ cho những siêu lửa. Khi Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị bắt, thì nhiều người vẫn còn rất tin tưởng vào các đại gia bất động sản khác. Mặc dù vậy, cho đến nay thì lòng tin của nhà đầu tư gần như đã sụp đổ hoàn toàn với việc hàng loạt đại gia đã từng rất nổi danh, nay đồng loạt ngã ngựa điển hình như Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FNC, Đỗ Anh Dũng, Chủ nhiệm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tân Hoàn Minh và Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Vị thế và quy mô doanh nghiệp của những người này quá lớn so với Nguyễn Thái Luyện. Có nhà đầu tư đã nhận xét với tờ Thể báo chấm rằng giờ không biết tin ai trên thị trường bất động sản đầy cạm bẫy này. Thực chất, vấn đề về nền kinh tế không những nằm ở bất động sản mà còn nằm ở chứng khoán và rất nhiều lĩnh vực khác. Luật pháp Việt Nam thì rất lòng lẻo. Có người điều hành yếu kém, truyền thông dối trá, ăn tiền để bơm thổi, quan chức thì tham nhũng tràn lan. Đã dung dưỡng cho những đại gia dối trá lừa nhà đầu tư trong suốt một thời gian rất dài. Khi các đại gia bị pháp luật sở gáy thì phần thiệt hồi vẫn luôn thuộc về người dân. Họ đã bị mất tiền lỗ hổng của bộ máy chính quyền thì quá lớn, về luật pháp thì vừa lòng lẻo vừa trồng chéo, quan chức thì phẩm chất cực kỳ tệ hại. Tình trạng chạy án để tràn lan làm cho nhiều người bị kết án cũng nhẹ hơn rất nhiều so với tội trạng thực tế của họ. Tiền thì không thu lại được. Mới đây, ông cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã dùng 25 tỷ đồng để mua 3 năm tù. Đây là một vụ án công khai, còn thị trường chạy án trong bóng tối thì có thể nói nó là cả một thế giới ngầm với hàng loạt luật sư có vẻ như thành thể thạo nghề bảo chữa nhưng thật tế là cò chạy án. Đây là hình ảnh lừa chạy án rồi lại đe dọa. Vào ngày 9 tháng 12, báo chí cho biết vợ của Nguyễn Thái Luyện, Alibaba là Võ Thị Thanh Mai, cũng là giám đốc tài chính của Alibaba đã nhất quyết không khai ra người đã nhận tiền chạy án. Bởi vì sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Võ Thị Thanh Mai nói rằng phải rút tiền ra để đút lót nhằm giảm án cho chồng số tiền này đã lên đến 13 tỷ đồng. Tuy nhiên bà Mai không thể khai ai đã nhận tiền vì bị đe dọa. Vừa lừa người ta để lấy tiền chạy án, vừa đe dọa khiến cho người chạy án sợ hãi không dám tố cáo, thì có thể nói thế giới ngầm liên quan đến thị trường chạy án rất phức tạp. Lâu này, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận tiền hối lộ rồi chạy án cho người ta là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng giờ đây nhận tiền mà không chạy án rồi vẫn đủ khả năng đe dọa người khác, không dám khai trước tòa thì có thể nói vùng tối đằng sau ngành tư pháp của Việt Nam nó khủng khiếp như thế nào, tạo ra biết bao nhiêu oan gia và oan sai trong cả nước. Nếu bà Võ Thị Thanh Mai nhất quyết không khai thì cả đường dây từ quan chức đến các cò mồi vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mà không ai làm gì được họ cả. Như vậy, đang có dấu hiệu lừa đảo hoặc chấn lột nạn nhân trong đường dây chạy án này. Tất nhiên, trùm cuối của đường dây chạy án phải là quan chức, có ảnh hưởng, chứ không thể là thường dân bên ngoài cho được. Đây là hình ảnh, đằng sau những phiên tòa là các đường dây chạy án rất lớn. Nhóm Alibaba là trùm lừa đảo, nhưng họ cũng phải trào thua trước những đường dây chạy án lừa đảo cao siêu hơn. Điều này cho thấy những chùm cuối của đường dây chạy án ngày càng đáng sợ hơn. Đó là những gì mà xã hội có thể nhìn thấy một phần không biết bên trong nó còn kinh khủng đến mức như thế nào. Thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí thì chơi nhau bằng những thứ ngoài pháp luật. Thì bên dưới lại tồn tại những đường dây chạy án, kiêm luôn trấn lột, không có gì là khó hiểu cả. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, không thể khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin, chùm lừa Alibaba phải trào thua siêu lửa giấu mặt, đang đội lốt quan chức của Đảng. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi bị báo chí mòi khuyết điểm, bài học Nguyễn Thành Phong còn nóng hổi có thể nói ông Phan Văn Mãi là nhân tố mới tiến thân rất nhanh. Từ khi ông Trần Lưu Quang được thuyên truyền làm bí thư Hải Phòng, ông Phan Văn Mãi về thành phố Hồ Chí Minh nắm chức phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Mãi kiêm luôn chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thay cho Nguyễn Thành Phong bị thuyên truyền ra Hà Nội làm phó ban kinh tế trung ương. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi để tắc 900 tỷ đồng tiền hỗ trợ của dân. Theo như nguồn tin mà chúng tôi có được thì trong bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh, các quan chức sợ ông Phan Văn Mãi hơn sợ ông Nguyễn Văn Nên. Ông Nguyễn Văn Nên không phải là mẫu người bạo ngược, ông Phan Văn Mãi mới là người bạo ngược. Có nghĩa là ông Phan Văn Mãi là mẫu lãnh đạo độc tài lạm dụng quyền lực. Với ông Nguyễn Văn Nên thì người ta nể sợ, với ông Phan Văn Mãi thì người ta khiếp sợ. So với người tiền nhiệm Nguyễn Thành Phong thì ông Phan Văn Mãi lộng quyền hơn rất nhiều. Đấy là nhận xét do một người làm trong chính quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như thế. Thực tế, nếu quan sát ông Phan Văn Mãi từ bên ngoài có vụ án bắt bà Nguyễn Phương Hằng, thì phần nào thấy được con người ông Phan Văn Mãi? Thứ nhất, trước khi bị bắt hai ngày, bà Nguyễn Phương Hằng có livestream truyền hình trực tiếp nhắc tên ông Phan Văn Mãi. Thứ nhì, bà Nguyễn Phương Hằng nếu có phạm tội thì đúng ra là phải công an tỉnh Bình Dương mới là đơn vị khởi tố bắt ra bà Hằng chứ không phải là công an thành phố Hồ Chí Minh vì bà Hằng đã phạm tội tại Bình Dương. Thứ ba là công an thành phố Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng bất thường. Có thể thấy đây là hành động dùng luật pháp như là một công cụ cá nhân của ông Phan Văn Mãi hay nói thẳng hơn là ông Phan Văn Mãi đã lạm quyền. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi nhận khuyết điểm. Mỗi người độc tài thì sẽ va chạm rất nhiều ai làm việc dưới trướng của lãnh đạo độc tài thì bị hành, bị ép đổ kiểu với cấp dưới chèn ép thì được nhưng nếu với cấp trên mà dám lấn lướt thì rất có thể sự nghiệp chính trị sẽ không được an toàn hiện nay bất kỳ một quan chức nào cũng có thể bị khui ra sai phạm nếu bề trên thấy cần khui bởi ở trong chế độ này không có quan chức nào trong sạch mà chỉ có quan chức chưa bị lộ hay đã bị lộ mà thôi quan chức cao cấp ngã ngựa không phải là ít trong chính quyền đầy khốc liệt như hiện nay. Vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, báo chí cho biết chính quyền thành phố Hồ Chí Minh còn nợ hơn 900 tỷ đồng tiền hỗ trợ sau Covid. Khi người dân khó khăn nhất thì chính quyền thành phố lại giam tiền không giải ngân, không chia cho người dân để vượt qua khó khăn. Đây chính là lỗi của người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Phan Văn Mãi chứ không phải ai khác việc ém tiền không cứu dân này cũng chẳng khác nào việc nghệ sĩ như Hoài Linh nhận 14 tỷ đồng tiền cứu trợ lũ lụt của mọi người mà không chịu phân phát ngay cho người dân lúc họ đang khó khăn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, khi dân đói mà không xuất tiền cứu trợ thì giờ đây giải ngân còn ý nghĩa gì nữa. Chậm triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân. Tại kỳ họp ngày 8 tháng 12 vừa qua, ông Phan Văn Mãi với tư cách là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phải nhận khuyết điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí đã lên tiếng rất nhiều về phốt của ông Phan Văn Mãi, liệu rằng đây có phải là tín hiệu gì hay không. Ông Nguyễn Thành Phong trước đây đã bị ông Nguyễn Phú Trọng vin vào việc chống dịch Covid mà tước bỏ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. So với Nguyễn Thành Phong, thiếu phân phân mãi dính phốt nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải là người dính phốt nhiều hơn thì sẽ bị trừng phạt nhiều hơn, bởi trường hợp của ông Vũ Đức Đam là một ví dụ. Ông Đam phải chịu trách nhiệm về đại dịch Covid, nhưng đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm gì cả. Trong khi đó, tội của Nguyễn Thành Long không rõ ràng thì lại bị tước mất chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Chính trị trong chế độ này là con dao hai lưỡi lên nhanh chưa chắc gì đã là tốt. Ở Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh lên cũng rất nhanh, nhưng rồi ngã ngựa sớm, rất khó lường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Phan Văn Mãi bị báo chí moi khuyết điểm, bài học Nguyễn Thành Phong còn nóng hổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.